Trong kia chỉ là một phần của đoàn xe hoa, ngoài này chúng ta sẽ còn rất nhiều xe khác. Một chiếc Rolls Royce Cullinan ngoại thất màu trắng với biển số ngoại giao các bạn nhé. Và ngay phía sau em đó chúng ta có một chiếc G63 AMG độ Brabus. Chiếc này nếu như anh em mà hay theo dõi kênh của mình thì mình cũng đã từng review chi tiết em đó thời điểm và mới đây khi em đó được bán lại. Và ngay cả cái thời điểm em đó mới được đưa về Việt Nam mình cũng từng quay. Bên trong chúng ta có một chiếc S450 VK223 với ngoại thất màu trắng. Nhìn phía sau em đó là một siêu phẩm khác, Rolls Royce Ghost. Đây là Rolls Royce Ghost thế hệ mới nhất trên thị trường thế giới cũng như tại Việt Nam này. Một chiếc xe mang biển trắng đang được chào bán lại với giá là gần 40 tỷ đồng, ngoại thất màu đen kết hợp với màu bạc. Ngay phía sau em này là một chiếc Rolls Royce Phantom các bạn nhé. Wow, hôm nay thì rất nhiều những chiếc xe siêu sang lạ xuất hiện trong đoàn anh em ạ. Đây là một chiếc xe màu trắng và phía trên thì có màu vàng, vàng đồng. Và đây là một chiếc xe đến từ Thái Nguyên, biển số 3456. Rất lâu rồi thì mình mới lại gặp lại chiếc Rolls Royce Phantom này anh em ạ. Đó, một chiếc xe quá đẹp luôn, Phantom, và cũng được trang bị một cái bộ mâm nhìn cũng ấn tượng hơn so với mâm zin của những chiếc Rolls Royce anh em nhé. Sơn hai màu, màu trắng kết hợp với màu vàng đồng. Logo Rolls Royce tại chính giữa và nó hơi lõm vào bên trong một chút. Đây các bạn nhìn này, cái ngoại thất hai màu quá đẹp luôn anh em ạ. Phía sau lại là một chiếc Rolls Royce Phantom nữa anh em nhé. Đó, một chiếc Phantom Series 2 thế hệ thứ 7 và là phiên bản trục cơ sở kéo dài, biển số ngoại giao, ngoại thất màu đen, quá là đẳng cấp luôn anh em ạ. Hai chiếc Rolls Royce Phantom đỗ cạnh nhau. Phía trên lại là một chiếc Rolls Royce Ghost, đây phần đuôi của chiếc Phantom biển số Thái Nguyên này. Còn phía trên là chiếc Rolls Royce Ghost anh em này. Đây, phía trên là một chiếc Rolls Royce Ghost. Đây là thế hệ mới nhất trên thị trường toàn cầu cũng như tại thị trường Việt Nam. Trong kia không đủ chỗ đỗ xe, thế nên cái đoàn này sẽ đỗ cả ngoài đường Trần Khát Chân. Một chút nữa cái đoàn này đi thì nó là thực sự là vô cùng đẳng cấp. Đây là một chiếc Range Rover với ngoại thất hai màu, dưới đỏ trên đen. Còn bên trong này chúng ta có Bentley. Đây là một chiếc Bentley Flying Spur với gói ngoại thất full black ở bên ngoài. Chiếc này thì mình từng quay tại showroom Việt Auto này. Em này thì có gói black line thế nên nhìn ấn tượng hơn. Ngoại thất là màu xanh đen anh em nhé. Nó gần giống với màu emerald green hay là dark emerald của Rolls Royce. Trên đây là cái màu xanh rất là đậm. Đây, chiếc này có gói black line thế nên nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với những chiếc Bentley khác và trông nó ngầu hơn. Nội thất của em này thì là tùy chọn 4 chỗ ngồi anh em nhé. Còn đây là một chiếc Maybach S680 với ngoại thất hai màu, trên màu vàng đồng, phía dưới là màu đỏ, biển số 30K mới tinh luôn anh em ạ. Đó, Maybach S680 thì nó vô cùng đẳng cấp rồi. Chiếc xe mang số thứ tự thứ 21. Còn ngay phía sau em đó chúng ta có một chiếc Rolls Royce Ghost. Wow, Rolls Royce Ghost đi mâm của phiên bản Black Base, nên đây là phiên bản thường các bạn nhé. Đó, những chiếc sedan siêu sang, những chiếc SUV siêu sang hôm nay thì có rất nhiều trong đoàn siêu xe, xe siêu sang và những chiếc xe đẳng cấp đều sẽ xuất hiện ở trong cái đoàn ngày hôm nay. Đây, Maybach S680 các bạn này. Wow. Còn đây là phần đuôi của chiếc Bentley anh em nhé. Bentley Flying Spur với gói Blacklight, và đây cũng là phiên bản First Edition. Đó, quá nhiều xe nên mình sẽ quay rất là nhanh. Còn đây là một chiếc Lamborghini Urus với ngoại thất full black. Wow, full đen luôn anh em nhé. Đó, Lamborghini Urus màu đen cũng sẽ xuất hiện trong đoàn. Chiếc này có mâm 23 inch này. Chúng ta sẽ đi ra cái phần đuôi để ngắm cho nó rõ hơn. Phần đầu thì nó hơi chật. Đây chính là phần đuôi của chiếc Lamborghini các bạn nhé. Lamborghini Urus với ngoại thất màu đen. Đen bóng, nhìn rất mê anh em ạ. Rồi, chia tay đoàn này chúng ta sẽ xuống bên dưới này. Sẽ còn rất nhiều những chiếc xe sang và siêu sang khác. Đây là một cặp đôi cũng được xem là đối thủ của nhau. Một chiếc Rolls Royce Ghost và một chiếc Bentley. Bentley Continental Flying Spur V12 6.0 lít. Hai chiếc xe màu trắng, một chiếc động cơ 6.0, một chiếc động cơ 6.6 các bạn nhé. Đều là đến từ Anh Quốc đó anh em. Đây, chúng ta sẽ đi đến những chiếc sau nữa. Bởi vì còn rất rất nhiều xe, rất nhiều Rolls Royce ở Bentley. Và đây là Range Rover. Những chiếc Range Rover trong đoàn này thì lại thấy lọt thỏm luôn. Không còn quá là nổi bật nữa anh em ạ. Ở đây chúng ta có Bentley Bentayga phiên bản V8 4.0 lít, biển trắng, mua chính hãng tại trường Việt Nam. Đẹp của anh em, chiếc này cũng có gói kỷ niệm 100 năm của Bentley này. Đó, có gói kỷ niệm 100 năm của Bentley 1919-2019 này. Và bên trong này chúng ta sẽ còn một chiếc Rolls Royce khác. Đây là một chiếc Rolls Royce Ghost, ngoại thất hai màu, đen và bạc các bạn nhé. Đó, không biết là có bao nhiêu chiếc Rolls Royce xuất hiện trong đoàn. Bên trong chỗ nhà trai thì có một chiếc này, ngoài đây là một chiếc này.